xin chào tất cả quý cô chú anh chị hiện tại em đang đứng trên chỗ ngã ba đường tăng chánh hiệp 10 và tăng chánh hiệp 17 của chú anh chị ha à, cái hướng này là mình sẽ chạy ra nguyễn thủ còn hướng này là mình chạy lên bệnh viện quận 12 hai đường dương thị mười đó cô chú anh chị à, hôm nay sẽ dẫn của chú anh chị mình đi xem một căn nhà một chợt hai lầu ở phường tăng chánh hiệp quận 12 đây là con đường tăng chánh hiệp 17 từ đầu đường tăng chánh hiệp 17 mình phía đường đầu đường mình chạy vào đây tầm khoảng hơn trăm mét mình rẽ phải vào con hiểm bê tông xi măng rộng 3 mét của chú anh chị tầm khoảng 20 mét là mình tới nhà một trệt hai lầu thì đây là một phần không gian phía trước căn nhà thì cái nhà một trệt hai lầu phía trước có luật cầm bảo vệ rất là xịn sò luôn ha bằng ra rất là dài và rất đẹp luôn đường 3 mét khu vực đông dân cư khu vực này nhà cao tầng luôn cô chú anh chị à, từ nhà mình đi ra đường tăng chính hẹp 17 tầm khoảng 20 mét thôi cô chú anh chị nha à, khu vực thì an ninh cực kỳ rồi yên tĩnh à, không gian phía trước nhà nhà thì phía trước nhà có một cái lớp uh, cái hè à, để sân, sân để xe xe máy thoải mái luôn cô chú anh chị hai bên hông nhà thì sẽ có một cái uh, cái tủ để để đồ để đồ cá nhân của chúng chị hai bên luôn ha bên nào cũng có cái như vậy hết Đó. bên này luôn bên này cũng có luôn nha để đồ cá nhân rất là ok luôn của chú chị rồi phía không gian phòng khách phòng khách cũng rất ok có giữ có một bức trần có thể gì mình sẽ thay lại một đằng chùm là ok hơn của chúng chị ha nếu không mình để một đằng mình xài luôn Đó. tường ốp lát gạch cao mét hai à, màu sơn thì nói chung là còn mới của chú chị nếu về muốn muốn mà nó mới thì mình à, sơn lại còn không thì để về xài được luôn ở luôn được luôn nhà này còn mới của chú chị đây không gian nhà bếp không gian nhà bếp thì có thiết kế tủ bếp trên tủ bếp dưới luôn nguyên của chú chị phía dưới phía trên cần có được là chùm cần thời trang rất là đẹp còn bếp thì lát mặt lát đá màu à, đó hoa đây à, hoa hoa cương ha đây, không gian phòng toilet đó. phía bên ngoài à, toilet thì có một cái lavabo và gương sơ mặt luôn ha mà rửa tay lavabo rửa tay gương sơ mặt rồi xin mời cô chú mình đi lên à, lên lầu trên đây, đây đi lên lầu trên thì mình sẽ gặp cầu thang cầu thang thì tay vịn bằng à, gỗ cô chú chị ha à bậc à, bạc cấp cổ thang thì lát đá màu đăng cũng rất là ok luôn màu sạch sẽ phía trên à, lầu 2 lầu à, trên này thì có hai cái phòng ngủ phòng ngủ phía trước rất là rộng à, rất là rộng của chú chị có rèm tre à à, à có rèm tre rồi phía bên này có một cái băng con nhỏ mà để mình không mát ha cửa thì cửa lùa cũng rất ok luôn xịn xò khu vực đông dân cư nhà cao tầng rất là nhiều rồi à, không gian phía bên ngoài của chú chị à. thì à, căn nhà này có diện tích là ngang 36 dài 14m của chú chị nha sổ hồng hoàn công đầy đủ đó cho mình luôn không lộ giới không quy hoạch gì hết à, dân cư hiện hữu à, giá hiện tại thì căn này chủ kia là 3 tỷ 800 870 triệu của chú chị à, thương lượng nhẹ Ô chú chị mình quan tâm thì liên hệ số điện thoại 089 tám không hai hoặc là không tám không bảy để trên màn hình à, em dẫn mình xem nhà căn nhà này để mua ở của chú chị giá này cũng khá là ok luôn ha nhà một trệt hai lầu phòng ngủ rất là rộng luôn bên này có một cái giếng trời của chú gì đó nhìn thẳng ra có giếng trời có chưa không gian cửa rất là thông thoáng cho phòng ngủ của mình nha từ trên xuống dưới tầng từ tên nóc xuống tới tầng trệt luôn của chú chị rất ok nhà mình là người ta thiết kế rất là phong thủy luôn nha cô chú chị nha để tạo cho mình một cái không gian trong nhà rất là thoải mái luôn Cái này thì có một cái phòng à, ngủ nữa và phía ngoài có một cái chỗ để thờ cúng à, mình là cô chú chị mình xem để cô chú chị mình theo dõi thông tin thì à, cũng đừng quên cho em một lượt à, like lượt share và một lượt đăng ký kênh ủng hộ kênh của chú chị được chia sẻ vì trên lầu trên này mình có phía ngoài mình có một cái uh, ban công nữa có chú gì mình đi ra mình tận hưởng à, không khí trời buổi sáng rất ok luôn nha à. thì uh, vị trí căn nhà này đi cầu dấp đi qua thì cô chú chị mình có thể đi cầu uh, Quan trung hoặc là cầu trường đai ha hai hướng đều đi đều được, được hết đi đường uh, Quan trung thì đi vào đường đông bắc và đi vui thì mời chạy vào tầng dính hiệp mời vào ở à, trên đường trung chánh đi xuống là đi Nguyễn thủ đi vào ha còn nếu mà đi uh, Lê văn khương thì cũng là uh, đi đường uh, trương thị hoa Điều, thủ đều đi được di chuyển rất là thuận lợi của chú anh chị khu vực này gần chợ cho Quỳnh Thị 2 chợ Tân Chánh Hiệp à, à 03 đi ra chợ Dương Thị 10 cũng được à, hoặc là ví như mình ở gần khu vực bệnh viện nếu có người già thì ở khu vực gần bệnh viện quận 2 cũng rất là ok luôn ha thuận, lợi đường đi cho chị bệnh nè à, em bên em có nhận review nhà chính chủ của chú chị À, em hỗ trợ cô chú anh chị đâu có những cái video như thế này không cần phải à, quay thôi không cần phải à, điền thông tin vào à, gửi em em sẽ đăng à, trên kênh này mà bán à, mua bán và giới thiệu mua bán phụ nha à, xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã theo dõi thông à, tin à, xin nha à, à, chào à, và hẹn gặp lại ở một cái sản phẩm tiếp theo à. xin à, cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã ủng hộ kênh